Hello tất cả các bạn, chào mừng các bạn đã đến với kênh của mình. Video ngày hôm nay chắc mình sẽ nói qua cái cập nhật nhá hàng MX7 đã tung ra vào hồi thứ sáu vừa rồi. Mình hơi bận một tí, mình không có ở nhà, mình không chạm vô máy tính cho nên là khi mà ngày thứ sáu nó tung ra một đống clip như vậy thì mình chỉ có coi thôi mà mình không có làm clip review cho các bạn được. Thì tới ngày hôm nay tranh thủ thì mới có thể nói sơ sơ qua về những thứ mà MX7 nhé hẹn các bạn. Thì chắc các bạn cũng coi hết cái clip này rồi, cho nên mình sẽ điểm qua những cái ý chính thôi để xem coi MX7 có gì thú vị trong những ngày sắp tới. Thì đầu tiên về cốt truyện chính của game các bạn, Erasia, thì chúng ta sẽ có một cái map lục địa mới và chúng ta sẽ mở được 4 cái map, 4 cái vùng luôn, 1, 2, 3, 4 như vậy, tức là không bị delay giữa từng story của từng vùng nữa. Và tất nhiên khi mở story mới thì các bạn sẽ có dịp gặp mặt những hero mới cũng như là nhiều drama mới. Điểm chú ý tiếp theo chính là về War Arena các bạn, thì bây giờ nó sẽ có một cơ chế draft mode rất là hay nha. Có nghĩa là các bạn không cần phải có thỏa những cái điều kiện về hero, hay là các bạn không cần phải farm những món đồ quá mạnh. Bây giờ các bạn mà chơi cái draft mode nhìn nè, tức là mỗi lượt chọn hero á, các bạn sẽ chọn một trong ba hero mà game gợi ý cho các bạn, và cả hai cùng chọn một lượt thì mình không biết là các bạn có biết trước được là bên địch biết cái gì hay không rồi để các bạn cao tờ ngược lại, hay là cả hai cùng chọn, nghĩa là cả hai cùng một lúc bấm chọn và khi các bạn select một phát là nó hiện lên gọi là cả hai hero luôn. Thì như vậy nó rất là random và mình thấy nó cũng khá là thú vị. Các bạn không có biết counter là gì, và lỡ mình bích mà kẻ địch bích counter ngược lại thì cũng hơi bị ghê ha, và điều ngược lại cũng có thể xảy ra. Và start ở đây thì đã được điều chỉnh thiết lập sẵn rồi các bạn, dựa vào thống kê các bạn, tức là thống kê xem ai dùng những hero này nhiều nhất và những người đó dùng thì thường chỉ số như thế nào, thống kê ra và người ta đẩy lên đây hết rồi các bạn không cần phải farm đồ cũng như là không cần có hero đó luôn, miễn là hero đó xuất hiện trong các lựa chọn các bạn có được thì các bạn sẽ được quyền pick và các bạn sẽ được đánh arena. Như vậy thì tới đây nó chỉ còn vấn đề là về chiến thuật cách chơi nữa thôi, chứ nó không còn vấn đề là gear hay là như thế nào nữa. Tất nhiên bù lại với cái nhược điểm là các bạn không thể tự chủ động chọn hero của các bạn được, và cũng như là không thể biết được là team địch pick cái gì để mà counter ngược lại. Một cái điểm hay ho tiếp theo chính là MX7 sắp lên PC rồi các bạn, và các bạn sẽ chơi MX7 trên PC thông qua cổng Google Play Game. Đây các bạn, Google Play Games, và chắc là tải về xong rồi các bạn mở ứng dụng lên rồi chắc phải tải MX7 về rồi các bạn quẩy trên PC. Mình không biết là có bị khóa vùng không á. Hiện tại MX7 là đang bị khóa vùng Việt Nam, cho nên nếu các bạn tải Google Play Game về thì chắc các bạn còn phải tìm hiểu thêm là làm sao để có thể tải được hoặc là có thể chơi được MX7 trên cái nền tảng Google Play Games này. Nhưng mà nhìn chung thì MX7 đã lên được PC rồi, các bạn không cần phải treo điện thoại nữa, nóng điện thoại thôi, bây giờ treo thẳng PC luôn, và cũng không cần phải thông qua cổng giả lập nữa. Và cái nội dung cuối cùng các bạn chắc là ai cũng gọi là trông ngóng đến nội dung này, đầu tiên là về skin của Summer. Thì kỳ này nó nhé một vài cái hình ảnh rất là thú vị các bạn, Pavel và Cerise cũng như là Celine. Thì theo kinh nghiệm trước đây thì Pavel và Cerise chắc là nhân vật trong cái story đó thôi, chứ còn skin riêng Cerise là limited thì mình không chắc lắm nha, chắc là có thể thêm skin của series. Nhưng mà nhìn chung thì skin chắc chắn ra mắt chính là của Celine các bạn, bởi vì các bạn thấy ở đây nó có hình động luôn nè. Trong khi Pavel và Cerise nó chỉ là một cái hình tĩnh thôi á. Rồi chưa kể là còn có thêm những cái bản vẽ riêng nữa thì chắc chắn Celine sẽ ra skin các bạn. Đi kèm với đó là một nhân vật mới thì mình không biết đây là ai. Về Limited thì các bạn đã từng thấy Luluka xuất chiêu rồi, có nghĩa là khả năng cao sẽ là Limited Luluka. Nhưng mà đây lại là một hero mà nó có khuynh hướng bãi biển mùa hè nữa các bạn. Như các bạn thấy là thủy quái nè, xong rồi cầm trọng kiếm vân vân các kiểu, thì không biết đó là ai, đó là một dấu chấm hỏi bí hiểm. Còn ở đây các bạn, đây là chiêu thức của nhân vật mới ở cái vùng Erasia các bạn, một Dark F, và có nhiều người nói đây là Ken các bạn. Chúng ta hãy chờ đến ngày ra mắt chính thức để xem đây là hero nào, và dường như
những hero mà được quảng bá, gọi là những hero mà được quảng bá ngay khi xuất hiện cái cốt truyện mới á, thì thường nó đóng vai trò quan trọng. Hy vọng đây cũng sẽ là một hero có vai trò quan trọng trong cái cốt truyện mới. Và đây các bạn, như các bạn thấy hình ảnh rất là quen thuộc đúng không? Và mình nghĩ là các bạn có thể liên tưởng đến ngày Landy các bạn, tóc ngắn nè, xong rồi đội mũ vân vân các kiểu, rồi áo quần sĩ quan gì đó. Còn cái đây là cái lịch World Cup thôi, thì mình không thi đấu cho nên mình không quan tâm, chỉ canh để coi chùa. Và đây là chiêu thức của Landy, chắc sẽ là Moonlight Landy các bạn. Rồi, và đó là toàn bộ những hero mới mà các bạn có thể trông chờ trong Apex 7 những ngày sắp tới. Và đặc biệt là khi mà Apex 7 nhả cái clip mà review ra, thì trong cái clip gốc ban đầu nó sẽ còn một animation mà của cái hero tu sĩ trong cái đền thờ các bạn. Các bạn có thể thấy cái hình ảnh và animation nó rất là ngầu, có nghĩa là gọi nguyên một con rồng ra luôn. Thì không biết ở đây vì một lý do gì đó mà Epic 7 cắt mất cái clip đó. Thì nếu các bạn quan tâm, các bạn có thể tìm lại trong group Facebook hay là ở đâu đó, chắc là trên mạng nó sẽ có rải rác. Còn ở đây mình chỉ nói sơ qua thôi nha. Bởi vì mình nghĩ là chắc trong tương lai gần thì nó sẽ không ra mắt đâu, mà để dành vào những dịp khác. Có vẻ chính vì vậy mà nó cắt ra các bạn. Rồi thì đó cũng là toàn bộ những nội dung mà cập nhật sắp tới của Epic 7. Đặc biệt nhất thì chắc là các nhân vật mới nè, rồi Limited Summer nè, cũng như là World Arena nó có cái draft mode các bạn. Thì cái điều đó rất là thú vị. Rồi hy vọng là clip mang lại cho các bạn một vài thông tin hữu ích, mặc dù là hơi bị trễ và chắc các bạn đã coi hết cái clip của SmileGag của Epic 7 đăng trên kênh rồi. Nhưng mà thôi kệ đi, cứ làm đi cho nó đủ bộ, coi như là một cái reaction sơ sơ cũng như là cung cấp thông tin. Còn bây giờ thì chắc mình xin kết thúc video này tại đây. Hẹn gặp lại các bạn trong các video kỳ sau. Tạm biệt các bạn, bye.